Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Thảo Trang Cuộc Sống Hòa Nhật. Trong chủ đề video lần này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng dư chồ này sang tài khoản ngân hàng dư chồ khác, hoặc từ tài khoản ngân hàng dư chồ này sang tài khoản ngân hàng khác tại cây ATM. Mình đang có mặt tại ngân hàng dư chồ. Hôm nay đồng bạn diễn bên mình đó là bạn Nga. Để mình quay mặt cho mọi người xem nha. Đây bạn Nga, bạn sẽ trợ diễn bên mình. Mọi người theo dõi anh của Dư Giang nha. Đầu tiên thì mọi người tìm cái cây ATM của dư chồ gần nhà các bạn nhất. Sau đó các bạn mang theo thẻ hoặc là sổ ngân hàng nhé. Các bạn sẽ cho thẻ vào vị trí quy định. Sau đó ở trên màn hình các bạn chọn cho mình cái nút có tên đó là Gosokin. Sau khi chọn nút này xong thì đối với những bạn mà chuyển từ tài khoản ngân hàng dư chồ này sang tài khoản ngân hàng dư chồ khác thì các bạn chọn cho mình cái dòng thứ hai có chữ là dư chồ Koza Eno Gosokin. Tiếp theo thì bước số 3 thì trên màn hình sẽ hiển thị các cái lưu ý khi chuyển tiền, thì các bạn sẽ đọc các cái lưu ý này và ấn vào nút Kakunin. Bước số 4 thì các bạn sẽ nhập mật khẩu vào máy và lưu ý là mật khẩu này không được nhập sai quá 3 lần nhé. Nếu nhập sai quá 3 lần sẽ bị khóa thẻ đó. Tiếp theo đến bước số 5 thì các bạn sẽ chọn cho mình cái nút có chữ đó là Kigo Bango. Sau đó các bạn sẽ mở cái thẻ mà các bạn muốn chuyển tiền ra thì các bạn nhập 5 số đầu tiên trước cái dấu gạch. Hai phần này thì màn hình tương tự nhau, chỉ khác nhau ở phần Kigo hoặc là Bango, vì vậy các bạn đừng nhầm nha. Sau khi nhập xong 5 số trước dấu gạch trong phần Kigo thì các bạn chuyển sang nhập tiếp các số đằng sau dấu gạch vào phần Bango giúp mình. Và mỗi một lần nhập xong thì các bạn nhớ ấn nút Kakulin nha. Bước tiếp theo, các bạn nhập số tiền mà các bạn muốn chuyển. Sau đó các bạn ấn nút Yên, đại diện cho đơn vị tiền tệ. Sau đó các bạn ấn nút Kakulin. Bước tiếp theo là bước xác nhận cái tên của người chuyển tiền. Thì nếu như các bạn chuyển hộ, các bạn nhớ ấn vào nút đó là Henko Suru. Còn nếu như các bạn chuyển bằng tên của các bạn thì các bạn để nguyên, chọn Henko Shinai nha. Và bước cuối cùng, đây là một trong những bước quan trọng nhất. Các bạn đừng vội ấn nút chuyển tiền ngay nha, mà hãy nhìn lại một lần nữa xem cái tên tài khoản các bạn muốn chuyển, số tài khoản các bạn muốn chuyển và số tiền chuyển đã đúng chưa. Sau khi xác nhận các thông tin trên ok rồi thì các bạn ấn vào nút Kakunin. Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng dư chồ sang tài khoản ngân hàng khác tại cây ATM nha. Chuyển tiền từ ngân hàng dư chồ sang ngân hàng khác thì cũng tương tự như vậy thôi, thì các bạn cũng chọn cho mình cái nút từ trên xuống dưới, nút số 3 nhé, là Gosokin. Sau đó thì trong bước này thì các bạn chọn cho mình đó là Tako Ginko Eno Gosokin. Nếu chưa quen với mặt chữ kanji thì các bạn cứ nhớ giúp mình đó là từ trên xuống dưới nút số 2 đó chính là chuyển cùng ngân hàng dư chồ, còn nút từ trên xuống dưới nút số 4 đó là chuyển khác ngân hàng. Sau đó thì các bạn ấn vào nút chữ ghi ế và các bạn sẽ cho thẻ vào vị trí quy định. Bước số 3 thì các bạn nhập mật khẩu của thẻ ngân hàng vào. Sau đó thì màn hình chuyển sang đó là các cái ngân hàng khác mà các bạn muốn chuyển tiền. Đây được coi là một trong những phần khó nhất khi mà chuyển từ ngân hàng dư chồ sang ngân hàng khác. Các bạn phải gõ được 3 chữ katakana đầu tiên để chọn tên ngân hàng. Sau đó các bạn ấn chữ ghi ế. Các bạn lại ấn tiếp 3 chữ katakana tiếp theo để chọn tên chi nhánh của ngân hàng đó. Nhiều bạn thì làm đến bước này bỏ cuộc luôn bởi vì không biết cách đọc tên của các cái chi nhánh cũng như tên ngân hàng như thế nào. Tiếp theo các bạn chọn cái nút trên cùng đó là phất sự Yokin. Phần này thì cũng tương tự như phần trước thôi. Trong phần số tiền thì các bạn sẽ nhập số tiền các bạn muốn chuyển, ấn đơn vị tiền tệ là Yên, sau đó ấn nút Kakunin. Tiếp theo thì màn hình sẽ hiển thị cái mức phí mà khi các bạn chuyển khác ngân hàng. Ví dụ như ngày hôm nay mình chuyển sang ngân hàng này thì mất 220 Yên. Sau khi mà check cái mức phí chuyển tiền xong mà các bạn vẫn muốn chuyển tiền thì các bạn ấn vào nút Kakunin. Các bạn kiểm tra lại tên các bạn một lần nữa. Nếu như mà các bạn muốn chuyển hộ cho bạn bè thì các bạn sẽ ấn vào Henko Suru. Còn nếu như chuyển bằng tên của các bạn thì sẽ ấn Henko Shinai. Sau khi mà xong bước họ tên người chuyển tiền xong thì màn hình sẽ chuyển sang đó là số điện thoại. Thì phần này bắt buộc phải nhập nhé, không nhập thì nó sẽ không cho bước tiếp theo. Và các bạn nhớ rằng số điện thoại này thì không được có dấu gạch ngang nhé. Nếu như các bạn nào mà không có số điện thoại thì hãy nhập số điện thoại công ty vào nhé. Và cuối cùng, các bạn sẽ kiểm tra lại toàn bộ thông tin chuyển khoản bao gồm tên ngân hàng, chi nhánh ngân hàng, tài khoản ngân hàng và số tiền các bạn muốn chuyển cũng như mức phí chuyển. Sau khi các cái thông tin chuyển tiền đúng hết rồi thì các bạn sẽ nhấn vào nút Kakunin và lấy bill chuyển tiền nha. Thường thì mình chuyển tiền xong mình sẽ chụp ảnh bill gửi cho bạn bè mình xác nhận xem đã nhận được tiền chưa. Video về chủ đề cách chuyển tiền tại cây ATM của ngân hàng dư chồ của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối video. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình để chúng mình có động lực ra nhiều video nhiều hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video sau. Bye bye.